Hả? Ngươi làm gì mà thở như bị cún đuổi thế? Con làm sao? Tên. Wow, đẹp dữ bây. Nhà hôm trước ông cho bộ con tiền mua sữa chu uống tiệt trùng, tơi hát chu do gớt tốt kít đấy. À thế à? Mà ta nghe nói mua 4 nộp được tặng một thẻ gắn kèm đúng không? Đúng rồi đấy ông ạ. Nếu là thẻ mật ngữ thì ông sẽ được chơi trò chơi, còn nếu mà thẻ đổi quà thì ông được đổi quà không ạ? Ô thế à? Thế phần quà là gì? Nói ta nghe xem nào. Đây, con kể cho ông nghe nhá. À, nó có ba lô chống gù này, đồng hồ định vị, xe đạp thể thao nữa không ạ? Mà con may quá, mùa trúng lốc trước có thẻ đổi đồng hồ. Con vừa ra cửa hàng đổi được chiếc đồng hồ xịn sò này đấy ông ạ. Ôi, thật á? Người quả là may mắn. Đấy nhá, bây giờ con sẽ cho ông thấy cái đồng hồ này có những chức năng gì. Đấy nhá, con cho ông xem những chức năng của nó nhá. Danh bạ này, tin nhắn thoại nhá, vé thông minh này, tìm bạn bè này, đếm bước đi này, mã ràng buộc này. Đấy, ông thấy chưa? Nhiều lắm. Ồ, nhạy phết nhở. Ôi, này còn có cả cảm ứng này. Cảm ứng luôn đấy, xịn sò lắm ông ạ. Ôi, hay thật đấy. Ôi, nhạy phết nhở. Mày thử gọi cho ông, để ông test cái chức năng nghe gọi của con đồng hồ này xem nào. Ông đợi tí nhá. Alo. Alo, chim sẽ gọi đại bàng. Đại bàng nghe rồi. Hiện đại không? Hiện đại quá luôn chứ lị. Gọi là được rồi đấy. Con tin nhắn thoại thì làm thế nào? Ông yên tâm, bây giờ con lại gửi tin nhắn thoại cho ông luôn bây giờ đấy. Nani? Alo, Phú ông ạ. Gửi này. Ô, nhận tin nhắn này. Ô, nghe được. Ui, xịn sò thật đấy. Xịn chứ. Thế con định vị. Định vị á? Bây giờ nhá, con nói cách này. Bây giờ ông cầm cái đồng hồ như này, ông đi trốn đi, để con đi tìm ông. Được luôn, mày đứng im ở đây, tao đi trốn. Ông cứ đi trốn thoải mái đi. Lần này con sẽ bắt được ông. Ta mà trốn ở trong này, đố người tìm được ta. Đồng hồ có định vị mà ông định trốn khỏi con á? Này, đồng hồ đây này, ông chạy làm sao được. Uầy, xịn nha. Uầy, công nhận là cái đồng hồ này nó xịn thật đấy. Thôi, ông giả con ơi, cái đồng hồ này mà các bé có trong tay nhá thì không bao giờ lo bị lạc. Uầy. Với lại, tiện cho bố mẹ gọi điện nữa. Uầy, thế á? Thế còn chức năng gì nữa không? Uầy, xịn nha. Uầy. Được đấy. Để con tháo ra cho tiện. Uầy, đẹp thế nhở? Wow, đẹp thế. Phú ông, tặng cho con nhá. Tay chân chậm chạp thì về quét sân đi, để còn đeo cái đồng hồ phến hết người ra. Phú ông, tặng cho con nhá. Chó che mèo ít lông à? Có mày ít lông ấy, chỉ nhiều lông thôi. Mày ít lông ấy, chỉ nhiều lông thôi. Vâng. Chúng nó cãi nhau to rồi không ạ? Tiền này không ổn thôi. Hay là ông cho chúng nó chơi trò chơi để giảm nhiệt đi nhá. Được. Nhưng mà chơi trò gì? Con vừa sữa chuồng tiệt trùng tốt kít. Ngoài cái thẻ đổi đồng hồ này ra, con còn sưu tập được thẻ trò chơi lớp học mật ngữ nữa. Người vui ghê không ạ? Được, người hướng dẫn cho chúng nó chơi đi. Nếu ai thắng, ta sẽ mua cho sữa chuồng uống tiệt trùng TH chu cho gấp tốt kít. Bắt là nhẹ luôn. Hai chúng mày ồn ào quá. Cái đồng hồ này là của tao, không đến lượt chúng mày đâu. Bây giờ có đứa nào muốn uống sữa chua tốt kít không? Có đâu. Được, để cho công bằng, ta sẽ cho các ngươi chơi một trò chơi nho nhỏ. Ôi, trò chơi luôn. Từ từ đã, chưa nói xong đã nhảy vào mồm rồi. Một trong hai các ngươi thắng sẽ được xuống đây cho tiền mua sữa chua uống tiệt trùng tốt kít. Và nếu may mắn sẽ bốc được thẻ đổi quà xịn sò như tay này. Thế hai người thấy sao? Dạ, được ạ. Được thế thì còn gì bằng ạ. Trên tay ta là 10 tấm thẻ trò chơi. Ta sẽ chia đều cho hai người. Trò chơi này có 5 ván. Ai thắng 3 ván trước sẽ là người chiến thắng. Các ngươi nghe theo chưa? Dạ. Đây, mọi người, trên mỗi thẻ trò chơi này có các chỉ số sức mạnh, trí tuệ và các hệ nguyên tố. Và ta sẽ dùng những chỉ số này để so sánh tìm người chiến thắng. Trong quá trình các ngươi chơi, ta sẽ hướng dẫn cách so sánh. Các ngươi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu.
bài này có màu sắc sặc sỡ, đẹp thật đấy. Lại còn có nét vẽ uyển chuyển thanh thoát. Uầy, lại còn có độ bóng nhảy luôn này, mịn nhìn mướt thật đấy. Chơi luôn thẻ này mới được. Tưởng mình thẻ của chị đẹp à? Thẻ của em nhá, còn đẹp hơn nhiều. Xem đây. Để ta xem nào. Thẻ của tớ cao cấp, bạch dương, sức mạnh 12, trí tuệ 9, hệ lửa, dẫn đầu, cạnh tranh, nhanh nhẹn, năng động. Còn thẻ của Cám cao cấp, cự giả, sức mạnh 10, trí tuệ 10, hệ nước, trực giác, nhạy cảm, tốt bụng, trí nhớ tốt. Thẻ bài của Cám sức mạnh 10. Còn thẻ bài của Tấm sức mạnh 12. Thua kèo này, ta bày kèo khác. Được lắm, xem ta đây. Để ta xem nào. Wow, hai đá này mạnh đấy. Thẻ bài của Cám đặc biệt hiếm, cự giả, sức mạnh 14, trí tuệ 19, hệ nước. Thẻ bài của Tấm cao cấp, kim ngưu, sức mạnh 14, trí tuệ 13, hệ đất. Hai thẻ bài này có chỉ số sức mạnh bằng nhau. Vậy nên ta sẽ xét chỉ số trí tuệ. Chỉ số trí tuệ của Cám là 19, còn chỉ số trí tuệ của Tấm là 13. Nope. Vậy lên Cám thắng. Yeah! Tiếp tục đi. Chỉ số cao như thế mà vẫn thua à? Này, mình không thể thua được. Thua đã xong đây. Yeah! Wow, có vẻ căng thẳng hơn rồi đấy. Thẻ bài của Cám cao cấp, tiêu chất, sức mạnh 7, trí tuệ 8. Còn đây là thẻ bài của Tấm, đặc biệt hiếm, kim ngưu, sức mạnh 19, trí tuệ 16. Ta không cần nói nữa. Thẻ bài của Cám đặc biệt hiếm, bạch dương, sức mạnh 15, trí tuệ 15. Thẻ bài của Tấm đặc biệt hiếm, bạo bình, sức mạnh 15, trí tuệ 15. Hai thẻ trò chơi này có sức mạnh và trí tuệ bằng nhau. Đừng lo, nếu sức mạnh và trí tuệ bằng nhau, ta sẽ xét đến hạ nguyên tố. Khí nở hơn đất, đất nở hơn nước, nước nở hơn lửa, và lửa nở hơn khí. Hạ nguyên tố của Cám là lửa, nở hơn hạ nguyên tố của Tấm là khí. Vậy lên Cám chiến thắng. Hiếm, cáo lửa 9 đuôi, 18 sức mạnh, 20 trí tuệ. Xem thi đấu chưa? Chả yêu gì. Còn thẻ bài của Tấm đặc biệt hiếm, thiên bình, sức mạnh 19, trí tuệ 14. Xin chúc mừng Cám. Được một vé, về nhà luôn Cám ạ. Chán thế. Còn Tấm ở đây, nhận tiền của ông. Được rồi, Tấm chiến thắng. Ta sẽ cho tiền đi mua sữa uống. Đây. Wow, con cảm ơn ông ạ. Hả? Chị Tấm, đừng khóc nữa. Dù gì, mình cũng là chị em mà. Hai chị em mình đi mua sữa uống đi. Chị Tấm, đi thôi. Sữa chua uống tiệt chủng TH Chu cho gớt top kit. Ngon lắm đấy.